Hey chú, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Và 3 tuần rồi mình chưa vào game các bạn ạ. Tại vì 3 tuần qua mình toàn đi du lịch, đi chơi này chơi kia. Rồi mình đi về quê của Suna, rồi mình đi Tà Xùa, rồi mình đi về quê của mình. Rất là nhiều chuyến hành trình nên là không có thời gian để vào game được. Và bây giờ mình chính thức là cụ tổ của tối cổ. Mà các bạn biết đấy, hồi xưa mình sợ nhất là tối cổ các bạn ạ. Kiểu không biết gì hết trơn á. Nhưng bây giờ tối cổ là một cái trend đó mọi người. Nên tôi không sợ gì cả. À, các bạn hỏi tôi là tại sao anh làm podcast ít view vậy, và tại sao anh không làm nhiều những cái clip quay đồ như thế này để cho nó nhiều view. Đúng. Thực ra thì mình làm cái chuỗi podcast của mình muốn kể cho các bạn nghe những cái cuộc hành trình của mình, chia sẻ cho các bạn những cái chuyến đi của mình, những cái mà mình đối mặt với thành lập ra Team Heavy, rồi đối mặt với những cái thử thách, cũng như là bị người này người kia soi mói rất là nhiều, kiểu vậy đó. Mình kể các bạn cuộc hành trình đó, và mình hy vọng rằng là các bạn nào mà thường hay nghe podcast, cũng như các bạn nào hay thích nghe podcast thì có thể vào xem. Còn những bạn nào mà không thích nghe những dạng podcast như thế thì có thể quay trở lại đây để mà chúng ta cùng xem những dạng video quay đồ rất là hầm hố này ha. Ok. Rồi, chia sẻ một xíu thì rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, khi nào combat lại Heavy? Thì anh cũng đang sẵn sàng cho một cái giai đoạn đó, và những thông tin bí mật sẽ được bật mí ở trên fanpage của Heavy. Các bạn yên tâm đi, đừng có lo, đừng có sợ gì cả. Và nếu như mà anh không có combat lại Heavy thì anh vẫn ở đây mà lo cái gì, đúng không? Thì anh biết rằng là Heavy là một cái làn gió để cho các bạn có một cái niềm đam mê nào đó với game. Cũng có thể rằng là có Heavy thì cái giải đấu nó sẽ hấp dẫn hơn một chút nào đó. Nhưng mà mình hy vọng rằng là nếu mà không có Heavy thì các bạn cũng tham gia vào cái xem giải, cũng là chơi game thường xuyên hay gì đó, cũng vui vẻ đón nhận cái giải đấu mà không có Heavy cũng không sao cả, bình thường. Tại vì không có mợ, chợ vẫn đông mà, đúng không? Nên là sắp tới thì hy vọng rằng là sẽ có những thông tin cực kỳ bùng nổ đến từ vị trí của Heavy. Và mình không thể nói trước cho các bạn được. Các bạn nhớ đoán đi chứ đừng có nói trước. Tại vì nói trước thì nó không được hay cho lắm á. Kiểu nếu như mà mình nói trước mà mình làm không được á thì cũng không xong. Mà mình nói trước á rồi mình làm được rồi á thì nó cũng không còn hấp dẫn. Nên là mình sẽ để thông tin này thành một thông tin rất bí hiểm. Đợi nha mọi người, nhớ theo dõi fanpage của Heavy để cập nhật được những thông tin mới nhất nha. Và bây giờ thì tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào game quay đồ. Và các bạn biết á, đợt trước á thì mình nói cái bộ đồ nào mà nó mình không săn được, thì thực ra nó có một cái bộ đồ này nè, trang phục huyền thoại á, thì nó là trang phục này nè. Nhưng mà cái thời điểm đó thì mình không có chịu săn cái trang phục này, mình không có quay nó, nên là bây giờ mình không có sở hữu được các bạn ạ. Mình chưa sở hữu được luôn. Giới hạn thời gian không thể sở hữu được nữa. Nó có mấy cái hiệu ứng đỉnh lắm các bạn ạ. Đây, thay đổi trang phục nè. Trời ơi, tôi nói rồi, cái thằng này nó giống như là cái thằng mà vai phản diện trong phim Saitama, mà tôi không biết cái thằng đó tên là gì. Nếu mà các bạn biết thì nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Nhưng mà hy vọng rằng là trong tương lai nó sẽ quay trở lại bộ đồ này để mà mình xây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ có cái gì ta? Ok, thanh đao. Rồi lấy đại đi, mai mốt nó không có thanh đao này rồi. Rồi, mình biết là lúc nào nó cũng là hòm cuối cùng 499 kim cương hết nè. Mình bấm đại cho các bạn xem luôn. Thanh đao hơi bị đẹp ha. Hỏa long, à hỏa lan, katana hỏa lan. Rồi hòm này cũng có luôn. Rồi hai bộ đồ này lấy luôn ha. Để coi cần bao nhiêu thẻ để đổi được hai bộ đồ này. 100, ui thêm cây súng nữa, là tính ra là 200, 320. Thêm cây súng này nữa là 420 thẻ. Ok, cố gắng quay ra được cái bộ nào thì hay bộ đó. Nhìn đừng có ghiền nha, thấy tôi quay ghiền đúng không? Thật ra là tôi quay mỏi tay lắm đó. Ok, mình đã đủ 410 thẻ rồi. Bây giờ mình trước tiên là mình đổi cái khẩu này, một xuyên giáp, một tầm xa. Khẩu này là khẩu súng sạc. Tiếp theo là khẩu M4A1 Hmew. Wow, đẹp đấy. Hai chính xác và một tốc độ di chuyển. Tiếp theo là bộ đồ này, bộ đồ gói mèo ma mị. Rồi tiếp theo là bộ đồ nam. Ôi còn thiếu 10 cái à.
Ok. 1, 2, 3, 4, 8. Ok, đủ rồi đó. Đổi luôn. Rồi, bộ đồ nam mở luôn, trang bị nhanh luôn. Bộ đồ này đâu có đẹp đâu, nó vẫn bình thường à, thậm chí nó còn xấu hơn. Nhưng mà nó có cái con gì cạp cạp đậu ở trên vai ấy các bạn à, nhìn thấy ghê lắm các bạn à, nhìn giống như là con chuột thối vậy á. À, con mèo đúng không? Con mèo điên, đúng thiệt mèo điên rồi các bạn à. Rồi vào phần shop, wow, phần shop có nhiều đồ phết, mua hết luôn, giảm giá 59 kim cương. Quá trời đồ luôn, mặt nạ nè. Đồ gì đây? Ui cha 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 cha. Chơi gì đây? Yo-yo à? Được luôn, mua luôn. Mắt kính mua luôn. Skin con vịt mua luôn. Wow, lần đầu tiên mà mình thấy shop nó có nhiều đồ vậy luôn á. Hành động, à có một hành động mình chưa sở hữu nè. Cái hành động gì đây? Xịt khói đúng không? À, xịt khói, ok. Nó cần bao nhiêu để đổi vậy? Cần 60 cái hả? Nhưng mà tôi vẫn thích là tôi săn bộ đồ, chứ tôi không thích mấy cái này đâu. Đủ chưa ta? 59 cái rồi. Mở luôn. Rồi đủ 60 cái. Đổi cái hành động. Wow. Xong. Rồi như vậy là tôi săn đồ xong rồi các bạn ạ. Để coi 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 phần sự kiện có còn cái gì nữa không nha. Để mà săn nốt luôn nha. À, thêm trang phục trong shop hộp ma thuật. Ok. Quần què. Cái trang phục này mình có rồi. Ta nghĩ mà tao tức hết. Ok, bây giờ vào chơi một cái gì đó đi. Độc lan chiến. Ôi, trốn tìm nè. Quay trở lại trốn tìm thôi anh em ơi. Đợt trước á, mình làm rất là nhiều nội dung như là làm thử thách, hoặc là làm mấy cái này cái kia, rồi tạo ra bản đồ, làm những nội dung này nội dung kia nhiều lắm. Như đợt này mình thấy rằng là mình không có cảm hứng để làm thêm những cái nội dung mà theo kiểu thử thách, hay là những nội dung theo kiểu là đi kết nối người này người kia nữa các bạn ạ. Mà đợt này thì mình đang làm cái chuỗi podcast á, thì hy vọng rằng là các bạn vẫn ủng hộ xem cái chuỗi podcast của mình. Và đặc biệt hơn nữa thì sắp tới thì mình sẽ làm những dạng nội dung khác nhau, thay vì là cứ làm những cái dạng nội dung như quay đồ như thế này, thì mình thấy rằng nó không có một cái chút sáng tạo gì mới nữa. Nên là chắc sắp tới mình sẽ có những dạng nội dung mới. Nên là các bạn cũng đừng bỡ ngỡ là vì sao mình làm những nội dung mà nó lạ vậy, mà nó không có view gì hết trơn, sao anh không làm những dạng nội dung cũ đi. Thì thực chất những dạng nội dung cũ mình làm quá nhiều rồi các bạn ạ. Nên là bây giờ mình nghĩ rằng là đi xào chẻ là những cái nội dung cũ thì nó cũng, cái cách làm cũ thì nó sẽ không có cái kết quả mới đâu các bạn ạ. Nên là mình sẽ làm cách làm mới, và mình hy vọng là sẽ có được những cái kết quả mới. Và chuỗi podcast của mình á là cái cách làm mới đó các bạn ạ. Hy vọng rằng là nó sẽ được hưởng ứng rất là nhiều. Ê chà, không ai quất tôi hết vậy, tôi đứng đây nè. Alo. Ấy chứ, mình đúng là ẩn thân chi thuật. Ẩn thân ở đây không ai biết mình ở đây luôn nè. Thiệt luôn á. Chẳng ai biết tôi hết vậy. Hú hồn con chim mén luôn các bạn ạ. Trời, thằng cây nến chết rồi, nó có súng, nó đang cày à. 7 thợ săn mà tìm không ra mình, trong khi cái thằng cây nến nó đi ra ngoài ngoài đường luôn rồi nè. Ấy chứ, cái nến đứng trong đây mà nó không thấy à. Thôi, mình nghĩ rằng là mình không chơi cái này nữa. Mình chơi cái khác khó hơn các bạn. À, bật thầy vũ khí à. Ok, chơi một xíu. Thực ra thì quay đồ xong rồi không biết làm gì vô chơi đại các bạn ạ. Nhưng mà mình chơi cái này hơi bị pro các bạn ạ. Rồi, lên súng. Rồi, lên súng level 3 luôn. Ấy da. Level 4, quá xịn sò rồi. Ây da, trời, vậy mà không chết, trời. Kẻ địch nằm đâu, ta nằm đó. Rồi, lên AK luôn. Ây da. Đứa nào chơi mà chơi bắn lén, mình thích cái này quá đi trời. Rồi, lên súng. Vì mình quá mạnh rồi, phải làm sao. Mình kiếm được cây này rồi. Ê,
Ý à, anh em thấy mình chưa? Thấy Saki. Ok rồi, ok, spa 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 17, hoàn thành cái vánh 17 em ơi. A đúp. Bà rét. Mẹ, thằng kia lại đứng đầu rồi, mình phải chiến đấu với nó. Thằng đứng đầu. Chắc chắn mình chơi được. Ây da. Rồi, chảo. Thắng. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình. Mình nói là mình chiến thắng mà mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.